Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2022 và sau đây là chương trình tin tức Headline News, các dòng tin chính của buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Nga có thể sẽ dừng cuộc tấn công trong một thời gian ngắn nếu Kyiv từ bỏ ba khu vực quan trọng và ngừng hành động quân sự. Nga nói với Ukraine rằng họ sẽ dừng cuộc tấn công trong chốc lát nếu Kyiv từ bỏ ba khu vực quan trọng, đó là Crimea, Donetsk và Luhansk, và ngừng hành động quân sự khi hai bên gặp nhau cho vòng thứ ba của đàm phán hòa bình. Người phát ngôn Dmitry Peskov hôm nay đã đưa ra yêu cầu của Nga về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine. Đó là tuyên bố rõ ràng nhất của Nga từ trước cho đến nay về các điều khoản yêu cầu của họ. Để chấm dứt cuộc xâm lược tàn bạo của mình, Nga đang yêu cầu Ukraine ngừng các hành động quân sự. Họ cũng đang yêu cầu Ukraine bảo đảm tính trung lập trong hiến pháp của nhà nước. Thưa quý vị, tiếp nối các cập nhật khác về Ukraine và Nga. Lực lượng của Putin tiếp tục tấn công các thành phố, Liên Hiệp Quốc kêu gọi lối đi an toàn cho người tị nạn. Cuộc chiến ở Ukraine hiện đã bước sang ngày thứ 12 và Tổng thống Nga Vladimir Putin không đưa một dấu hiệu kết thúc cuộc tấn công vô cớ của mình. Tổng thống của Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thay vì một thỏa thuận về hành lang nhân đạo, những gì Ukraine nhận được hôm thứ Hai là xe tăng Nga, tên lửa Grad của Nga và mìn của Nga. Zelensky cho biết họ thậm chí còn khai thác những con đường đã được thống nhất để vận chuyển thực phẩm và thuốc men cho người dân, cho trẻ em ở Mariupol. Vào tối thứ Hai, Tổng thống Ukraine nói chuyện từ phía sau chiếc bàn trong văn phòng chính thức của ông, bằng chứng quan trọng rằng Zelensky vẫn đang ở Kyiv. Theo đề nghị của Nga, thì các tuyến đường di tản đều dẫn đến Nga hoặc Belarus và sẽ buộc mọi người đi qua các khu vực giao tranh đang diễn ra. Tin từ Kyiv, Ukraine. Những người Ukraine bình thường sống ở một số khu vực bị lực lượng Nga tấn công đã phải đối mặt với một đề xuất đầy hoài nghi hôm thứ Hai: ở lại và có nguy cơ bị đánh bom, hoặc rời khỏi nhà và đến Nga hoặc Belarus. Các quan chức Ukraine đã bác bỏ đề xuất đơn phương của Điện Kremlin về các hành lang sơ tán cho dân thường là không thể chấp nhận được. Hầu hết các tuyến đường đều dẫn đến Nga hoặc đồng minh thân thiết của nước này, đó là Belarus, và sẽ yêu cầu mọi người đi qua các khu vực giao tranh đang diễn ra. Trong khi đó, thì Nga quay sang các chiến binh Syria để được giúp đỡ, theo tình báo của Hoa Kỳ cho biết. Thưa quý vị, theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ, Moscow đang chuyển sang Syria để giúp tiếp sức cho nỗ lực chiến tranh khi gần 100% quân đội Nga bố trí sẵn xung quanh Ukraine đã được cử đến nước này để chiến đấu. Một quan chức giấu tên do các điều khoản do Ngũ Giác Đài đặt ra cho biết như sau. Chúng tôi biết rằng họ đang cố gắng tuyển mộ người Syria cho cuộc chiến. Chúng tôi thấy rằng điều đáng chú ý là ông ấy tin rằng ông ấy cần dựa vào các phi cơ chiến đấu của nước ngoài để bổ sung cho sức mạnh chiến đấu rất quan trọng bên trong Ukraine. Nga mạnh mẽ lên tiếng đe dọa phương Tây, Anh Quốc cũng đã lên tiếng đáp trả. Nga nói phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ gây ra một sự sụp đổ toàn cầu. Đầu ngày hôm nay, Vladimir Putin yêu cầu Ukraine phải tách mình khỏi NATO, hạ vũ khí và công nhận các tuyên bố chủ quyền của Nga đối với Crimea, đồng thời thừa nhận rằng Donetsk và Luhansk là các quốc gia độc lập trước khi chiến tranh có thể kết thúc. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo việc gửi vũ khí nước ngoài đến Ukraine sẽ dẫn đến sự sụp đổ toàn cầu. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết các cường quốc phương Tây gửi lính đánh thuê và thiết bị quân sự ra tiền tuyến sẽ làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nhấn mạnh mối quan hệ của Bắc Kinh với Moscow. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh mối quan hệ của Bắc Kinh với Moscow trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Hai, chỉ hơn một tuần sau khi cuộc chiến của Nga với Ukraine bắt đầu. Ông này nói mối quan hệ Trung và Nga được đánh giá cao về sự độc lập của nó. Trung Quốc quyết tâm giữ cho mối quan hệ không bị các bên thứ ba can thiệp hoặc gây bất hòa. Ngoại trưởng Trung Quốc đề cập đến tuyên bố chung của các nước về kỷ nguyên mới của quan hệ quốc tế sau cuộc gặp cấp cao vào đầu tháng 2 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. 5.000 người biểu tình chống chiến tranh đã bị bắt trong ngày biểu tình lớn nhất của Nga. Thưa quý vị, 5.000 người biểu tình chống chiến tranh bị bắt trong ngày biểu tình lớn nhất của Nga chống lại cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin, khi video quay cảnh cảnh sát đánh đập và lôi phụ nữ xuống đường. Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đang gia tăng ở Nga
khi Putin cố gắng trấn áp bất đồng chính kiến. 5.016 người biểu tình đã bị bắt giữ vào hôm Chủ nhật, con số cao nhất kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu. Cảnh sát đã được nhìn thấy sử dụng gậy và súng đánh vào người biểu tình. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Headline News của buổi sáng ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!